đang quay trở lại kênh của mình nha. Thì cuối cùng cái sự kiện là đại lễ mừng đại lễ 30/4 1 tháng 5 cũng đã diễn ra rồi. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp các cái sự kiện đó, và cũng như là các cái thông tin, rồi cũng như là các cái gói nạp đó, để cho anh em là nắm bắt được. Và những anh em là chơi ở bên nước ngoài á, nhiều khi lại không có thấy được cái bay đó, cũng như là sự kiện anh em là nhiều quá nên là anh em bị gọi là bội thực, bội gọi là gì ta, bội thực tin tức á nè đó. Nên là hôm nay mình sẽ là tổng hợp lại đó, ở cái video này luôn nha anh em. Rồi ok, mừng đại lễ đăng nhập nhận thưởng nè, từ ngày 29 đến ngày 3 tháng 5, các đội trưởng đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà hấp dẫn như là kim cương, vé chiến bài, su chiêu mộ và thuốc thể lực lớn. Thì hôm nay thì đã là mở cái event là 30/4 rồi đó. Thì khi chúng ta đăng nhập thì đây, đăng nhập dịp lễ ở đây, chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà này ha, khá là ngon luôn nha anh em, được mấy ngày luôn chứ cũng được gần 1000 kim cương đó nè. Ok rồi, tiếp theo đó chúng ta sẽ debut từ bên phải tới đi anh em ha. Rồi anh em thấy đây là đã mở là quay vé, rút vé Omega Rugal, Dubot Omega Rugal rồi đó. Thì đợt này mình thấy là đang có cái sự kiện là quay cái con hạng gì hồn hạp con ghi luôn, và cũng như là đang có cái hoàn trả kim cương đó, ngày mai là hết hạn nha anh em. Anh em coi được video này là ngày mai hết hạn, nên là ông nào mà đang cần xài kim cương và đang cần lấy ghi và hoặc là lấy con Omega Rugal, thì anh em bỏ ra kim cương, anh em quay 30.000 kim cương thì anh em sẽ hoàn trả lại được để coi coi 16% là mát hay sao anh em đó. Thì anh em hoàn trả lại được tầm cỡ 4-5.000 kim cương đó anh em đấy. Thì có hoàn trả là cũng khá là ok rồi, ông nào lấy thì có thể lấy vào đợt này đó, đang rất là ngon luôn nha anh em. Rồi tiếp hồi nữa mình sẽ nhận xét về con Omega Rugal này sau, bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về những cái gói nạp đi, cuối phút mừng lễ. Đây gói nạp này thấy cũng khá ok, cũng được thôi nè, tạm thôi, nói chung là anh em muốn nạp nạp, còn mình là mình không có nạp cho anh em. Và ở dưới đây có để một cái gọi là background đồng lúa Việt Nam anh em, vải đạn thật, ai thiết kế đẹp thế. Rồi ở trên mây nữa nè anh em, thiết kế cái này chắc phải tốn là trong vài ngày đó anh em. Ai rồi gói nạp có Omega Rugal rồi ha, cũng như là các cái vé quay hỗ trợ cho anh em là Dubot. Rồi quà 7 ngày thì cái này thì anh em đợt anh em thấy rồi. Đây quà 7 ngày này thì anh em mở giống như là chúng ta mua thêm quà nè. Mua thêm quà, quà 7 ngày nó hơi lát một tí. Đó, mua thêm quà ở dưới này ha. Hình như là ui. Mở xong nhận được giá trị là 2 triệu. Ui ơi. Cái móc cuối là cái gì đây ta? Chọn một đấu sĩ Kula Orochi, Yukio Hamaru. Ui ơi, gì đây? Một chiếc hồn 4 sao ngẫu nhiên thôi, 2 triệu bỏ ở đây phí lắm anh em. Đấy. Rồi, đang có là mèo chiêu tài rồi nha anh em. Đó, cuối cùng đã có mèo chiêu tài rồi. Cá chép may mắn nữa nè. Đấy, tiếp hồi mình sẽ nạp 20k để mình lấy thêm số, để mình ráng lấy cái giải đặc biệt anh em ơi. Đang thiếu cái con cá này quá, ngôi sao may mắn này quá. Túi phú mừng lễ nè, những cái quà trong này mới bét nè anh em. Quà giảm giá. Ồ, không biết có giảm giá không ta, là được mua 5 lần đó anh em. Rương sức mạnh may mắn. Rương này cũng khá là ok, nhưng mà đối với giá là 699k 700.000 thì khá chát anh em, khá chát luôn. Đấy, quà giảm giá 8 nè. Đây là mở ra được rương này mở ra được ngẫu nhiên nha anh em. Irino nè, Caritalis, Ghi, Agnes và Gonit. 200 cái hộp đá quý. Rồi quà giảm giá 8, cái này mới ghê nè anh em. Mở ra ngẫu nhiên được chiến hồn 5 sao. Có cơ hội nhận thêm một chiến hồn 5 sao nữa. Này là mở chiến hồn 5 sao cho anh em. 6.000 kim cương, 2 giọt nước, mảnh vàng năng siêu, cái này khá là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là anh em không có nên nạp cái gói này luôn. Anh em nên nạp, và ông nào muốn up được chiến thì nên nạp cái gói giá quà giá trị 7 nè, để lấy là rương sức mạnh nè. Đó, nạp được 5 lần nha anh em. Khi mà chúng ta nạp Zalo á, thì Zalo Pay thì chúng ta tốn 490, tính cho 500 đi, 5 × 5 2,5 triệu. Rồi ok. Trong cái phần event hoạt động thì chúng ta là có cái Rubik, khối Rubik. Tại sao lại không đổi thành cái ngôi sao cho đẹp nhỉ? Đây khối Rubik thì anh em quét ải thì nó sẽ có thôi. Còn ông nào chưa đủ thì có thể lấy kim cương, anh em mở ra cái hộp mừng lễ lớn nè, mở ra khối Rubik ha. Đây, mảnh Rugal, hộp đá quý, xác suất nhỏ nhận mảnh chan. Trời ơi, mảnh Rugal, hồn tinh vàng,
que, cơ hội nhận Rubik bí ẩn nữa nè. Đó, lấy Rubik anh em đổi ha. Đây là up cho cái con Rugal thường nha anh em, không phải Omega Rugal đâu. Đấy, ông nào mà ủa mình quét hồi sáng giờ cũng khá là nhiều anh em, Rubik bí ẩn được 100+ rồi nè. Đấy, anh em nên đổi theo gặp mình là mình sẽ đổi mạnh vàng năng nha anh em. Mạnh vàng năng và vàng. Đấy, mạnh vàng năng thì chúng ta chơi vàng, còn ở trên này thì không có cần đổi cho lắm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ là quay mẹ chiêu tài đi nè. Thì hôm nay có những cái quà ẩn những cái gì? Những cái quà ẩn, đúng rồi, quà ẩn á. Thì những cái quà đó thì để tí hồi nữa nó dạng như là cái đó là cái chìa khóa đó, dùng trong nghề sửa xe đồ gọi là cái chìa khóa. Còn mà cái anh em thường gọi đó là cái cờ lê. Đây, để mình săn thử coi cái cờ lê ở trong đây có không, sáng mình mới thấy khiêu chiến thử coi những cái cờ lê nó có nằm ở trong này không ta. Đây một cái đó, anh em nhớ săn mấy cái cờ lê này ha, được một ít quà đó anh em. Đây nữa nè, này ẩm thực có không? Ai ẩm thực cũng có luôn, dưới véo của là em Ly Sen Phay. Rồi kim không có rồi, nhiều nhất anh em biết ở đâu không? Nhiều nhất cái mảnh cờ lê đó anh em biết ở đâu không? Ở trong này nè, chắc nhiều ông ấy cũng lấy rồi ha. Đây dành cho những ông nào chưa thấy. Đây, đây mảnh cờ lê trong này khá nhiều luôn. Một cái sẽ có một cái vậy. Ôi có một cái anh em ơi, giờ nó lắp đầy hết rồi, có một cái vậy đắt hết rồi. Anh em phát hiện được chỗ nào hãy comment bên dưới ha. Bây giờ mình sẽ quay mày chiêu tài đi, rồi tới hồi đó mình sẽ nạp và ơi mình quên coi kim cương lúc đầu của mình rồi anh em. Cương lúc đầu mình 63.332 đấy, 63.300 nha anh em. Quay hy vọng là lời có 20.000 kim cương là mừng rồi. 1.500 đây. Hồi ngốt. Đấy, đợi mèo bữa giờ anh em. Bữa giờ Dubot không có mèo, bây giờ nó mới có mèo. Nếu mà Dubot có mèo thì mỗi tháng ra đua là 3 lần bot. Mà cho 3 lần mèo thì thốn lắm anh em. Bởi vậy là bên Vinagame là mới bóp anh em lại. 24.000 cần kim cương, tối đa nhận 78.000, hy vọng được cả 70.000 là được rồi. Trời ơi bèo quá, móc cuối này anh em, con này móc cuối này ngon, 70.000 nè anh em. Rồi coi coi, 79.000, hồi nãy là 63.000, là 73.000 là được 16.000 kim cương, tầm 16.000 kim cương. Đấy, cũng khá là ngon rồi. Đấy, ok. Giờ mình sẽ nạp nạp cái gói cái con mèo đi anh em. Đây nè, cái gói này nè, cái gói này có 20k à. Nên là anh em tăng cái xác suất trúng lên. Đâu rồi? Đây. Để mình review cái gói, những cái gói trong này luôn. Tiêu phí, hôm nay có tiêu phí nhận quà nữa nha anh em, 10.000 kim cương á. Như là chỉ có gói hẹn giờ, quà ưu đãi là chỉ có đang bán là cái con mèo túi cá chép thôi, chỉ có 20.000 nhưng mà chúng ta mua được 10 lần, tức là tầm cỡ 200.000 à, 200.000 nha anh em. Nhưng mà mình mua thử một vé thôi, thử coi chiều này có trúng hay không. Ok, để điện thoại ở ngoài hơi xa xíu nè. Ok, chúng ta đã có là 5 cái vé phúc lành rồi, cũng như là ít kim cương. Đã, chủ yếu lấy vé thôi em. Còn mình coi coi còn 9 lượt mua nữa. À, thì tổng cộng 200k. Thì nếu mà mua nhiều quá thì tiền nào chịu nổi nè. Nạp chơi thôi, nạp để lấy vé thôi. Mở 5 số luôn nha anh em. Vé phúc lành, đây, lấy 5 số một lượt nha. Tổng cộng là mình đang có là... Đây, ôi dàn số này mà không trúng nữa thì thôi chứ. Anh em trong server nhớ nhường mình nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề con Omega Rugal. Đó, thì cái sức mạnh của con này lúc đầu á, thì mình đang nói là dựa trên server WiiWi nha anh em, chứ mình vẫn chưa trải nghiệm và cũng như là mình đã coi cái trận đấu của con Omega Rugal rồi. Đấy, anh em coi lại kỹ năng nó một lần nữa. Chắc anh em ai cũng biết về cái kỹ năng của Omega Rugal này rồi ha. Thì cái con này có mạnh hay không thì theo mình nhận xét nó là cũng tạm được thôi nè, tạm được đó. Ngoại trừ cái gì, cái kỹ năng mà ghê gớm nhất của nó là nó sẽ búp là cái bất khuất
không thể bị hóa giải. Bức khuất màu đỏ đó anh em không thể bị hóa giải thôi. Còn về cái sức mạnh của em nó thì lúc đầu á anh em, mình đang nói bên CWQ ha, thì có khá là nhiều ông top chơi con Omega Rugal này đó, nhưng mà sau thì em nó cũng dần, cũng như các con tướng khác thôi, cũng dần bị lãng quên và cũng như là bị thay thế bởi cái con tướng UR xịn hơn đó, và cũng như là các con tướng SP. À, nói chung là anh em thích thì lấy, còn riêng mình thấy thì em nó là không có mạnh đó, nên là mình sẽ không lấy. Con nào mà ok thì mình sẽ là quyết tâm mình lấy, bởi vì cái dàn ác của mình là đội hình cũng nói chung là những cái con tướng này đều ok hết anh em. Gonit nè, rồi Omega Rugal, không phải Omega Rugal, con Amakusa, con Kula, Kadilis nè, đó những con tướng này chơi khá ok. Rồi đây anh em, dành cho những ông nào đó là ông server của mình nhẹ nhàng đâu đây, ông là Squa lại lên top 1 rồi, vào đây mà đua boss với lại mấy ổng nè. Đó, cái số lượng kim cương anh em bỏ vào anh em đua boss với lại mấy ổng để kiếm được những cái con tướng, làm video cho anh em coi cái thọt bà đó, cái ạt rồi đó, nên là đó, vào đó mà đua, đâu phải là một mình ổng muốn đua đâu anh em. Sau này con tướng SP á, một server chỉ có một cái hồn vũ khí thôi, nên là khi mà ổng còn chơi tới khúc đó là coi như là mình khỏi có hồn vũ khí luôn nè. Đó, ôi nhìn kỹ cái hồn vũ khí của Omega Rugal này là cái con mắt cái ta, hồn cuồng nộ, và cũng như cái con mắt này nó có cái cái này gọi là gì ta, cái ấn của con Orochi ở giữa này, em thấy không? Rồi rồi ok, mình hôm qua mình đã up con Kula mình lên UR rồi, và cũng như là vào cho anh em coi cái siêu thực khí up lên SP thì mình cũng đã up lên được 78%. Đó, anh em thấy mình up đều không? Đấy. Đấy thì tới đây thì nó cũng đã là đòi mảnh vạn năng siêu rồi. Đấy nên là đợi thêm mảnh vạn năng siêu về thì mới up được là em nó lên SP. Đấy, cái số đá của mình là hôm qua là 3.100 đúng không anh em? Bây giờ là còn có 1.800 thôi. Đó, vàng của mình là 5.000 mấy, bây giờ còn có 3.000 mấy thôi. Đó, mảnh Kula thì không thể nào mà đếm xuể được, coi mảnh Kula tốn không? Như là up ở bên kia là đâu có tốn bao nhiêu đâu đúng không nè. Mảnh Kula mà còn 77 mảnh. À, hôm qua là 205 mảnh thì phải. Đấy. Ok, mình sẽ hôm nay mình sẽ là test cái con Kula UR của mình coi đánh đấm như thế nào. Đi giao lưu nha nè. Sắp lại đội hình một tí. Đội hình này vẫn chưa có là chuẩn đó nè. Đây. Kadilis dưới này, Mai. Đây, ok. Chủ yếu là để kích những cái hồn sói rồi thôi nè, để lấy hồn sói thôi. Chứ con Mai thực sự ra là nó cũng bây giờ nó bị nép dữ quá rồi. Đấy, up lên hôm qua là mình up từ gần hơn 1 triệu lượt chiến đó nè. Up hơn 1 triệu lượt chiến. Ông này ông ghét mình 300 ngàn lượt chiến nè, trước cổng luôn nha. Tỷ thí thôi anh em. Đấy, ok. Đó, là thử coi con Kula của mình khi mà nó siêu tuyệt kỹ rồi nó cộng nhiều màu, nhiều cái giáp không anh em, nhiều giáp siêu không, giáp ảo không, người ta gọi là khiên trắng á. Ok, giao lưu nhẹ nhẹ cái coi. Ủa ôi, thua năng lượng ban đầu luôn ta, chưa up nữa anh em, còn một đống đồ chưa up nữa. Nặng về mảnh vàng năng thường của mình là phải như là tầm cỡ 1.000 mấy 2.000 mảnh đó anh em, chưa up nữa nha. Mình đang để dành cho các con tướng mà là cần thiết. Ví dụ như sau này ra con Rimururu thì chắc chắn là mình sẽ lấy con Rimururu. Đó. Ok. Trời, trừ sạch nổ luôn ta. Bên kia cũng có con Gadilis anh em, nên nó trừ sạch nổ của mình luôn em. Cây tương tự nhưng mà không sao. Kula. Ai. 15 triệu. Rồi, Kula chơi được thêm một lần nữa không? Không được anh em ơi. Đúng rồi, tán vô đầu mấy đứa đằng hàng sau ấy. Đẹp con chim bé thật sự. Bên kia có con Gadilis nên là nó trừ nộ của team mình là chỉ có được con Kula và con Amakusa chơi được siêu kỹ thôi nè. Đấy, ok, không xin nhê. Chết được Mai là cùng. Ủa ôi, Gadilis đi luôn rồi. Rồi, xong bạn rồi nha. Mình thấy là hơi hướng là bạn kia bên kia là banh sát chắc rồi đó em. Gonit thì cũng có siêu kỹ nữa kìa. Đấy, tự búp giáp cho nó luôn em, giờ không cần ghi nữa nha. Kula giờ không cần ghi nữa nha anh em. Úp cho con Kula lên UR cực kỳ là cần thiết luôn nha. Ông nào cũng phải úp nha anh em. Vì tăng cái chỉ số toàn team nè. Rồi con Kula lại được thêm một cái búp
tăng cái sức là chống chịu đó, tăng cái sức chống chịu như là có khiên đó, không cần là con ghi búp nữa. Ok, win trắng. Đấy, này thì cao lực chiến hơn, năng lượng ban đầu cũng hơn anh em, quan trọng là cái chức tướng thôi. Rồi ok, đó là video ngày hôm nay. Anh em nào thấy thắc mắc gì hãy comment bên dưới. Nếu thấy hay đừng quên like, share, nhấn giỏi của mình. Cảm ơn rất nhiều nha.